quá hay cho pha đấu bóng của Rô. Trời ơi. Xin mời các bạn đến với kèo đôi công phát trắng giữa Phú Quý và Nhân Trà các bạn. Đây là lượt về các bạn. Quá tốt. Điểm đầu tiên cho phía bên Nhân Trà. 1-0. Phía bộ 4 bên kia là lấy bàn là xỉn xỉn Tú mở và chuyền hai là Rô các bạn. Vẫn còn khoảng công cho Nhân Trà, hơi nữa rồi. Tiếp tục là Phú Quý, vẫn còn được phản công cho Nhân Trà. Quá đang tiếc, bóng chuyền hơi thiếu rồi. Pha bóng của Nhân Trà ra ngoài các bạn, điểm cho phía bên Phú Quý 1-1. Phía bên Nhân Trà thì lấy bàn là Thống Bến Cầu và Tài các bạn. Chuyền hai là Hoài. Quá tốt. Pha bóng quá quy lực của Nhân Trà. Điểm cho phía bên Nhân Trà 2-1. Phát bóng ra ngoài, điểm cho phía bên Phú Quý 2-2. Vẫn còn, quá hay cho pha thủ bóng của Rô. Và bóng thành công của Phú Yến mà nâng tỷ số lên 3-2. Trời ơi, quá đẹp cái đường đi của Nhân Trà mà. Quá quy lực rồi. Điểm cho phía bên Nhân Trà 2-1. Quá đáng tiếc, lại là pha phát bóng ra ngoài của Nhân Trà. Điểm cho Phú Quý 5-4. Phú Quý phát bóng ra ngoài các bạn. Điểm cho phía bên Nhân Trà 5-5. Rồi, lọt trắng luôn. Điểm cho phía bên Phú Quý các bạn. Điểm 6-5. Rồi, bóng chạm tay ra ngoài các bạn. Điểm cho phía bên Nhân Trà 6-6. Quá đẹp. Và là bóng của Phú Quý nha các bạn. Điểm cho phía bên Phú Quý 7-6.
Võng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho phía bên Văn Trà. 7 điều. Đây là bính cặp 4433 nha các bạn. Đôi công 4433. Set 1 là set 44. Set 2 sẽ đánh 33 nha các bạn. Quá tốt, và bóng quá lực của Văn Trà. Điểm tiếp theo cho phía bên Văn Trà. 8-7. Hai đội đổi sân nha bạn. Tiếp tục điểm 8-7 phía bên Văn Trà phát bóng. Là bóng của Phú Ý chạm tay trắng ra ngoài nha các bạn. Điểm số được quân bình cho Phú Ý. 8 đều. Tiếp tục các bạn. Quá tốt. Và đội bóng cấm sân của Văn Trà nha các bạn. Trời ơi, quá đẹp cái đường đi của Phú Quý các bạn ơi. Chín đều. Hiện tại 9 đều nha các bạn. Quá. Phản công cho Phú Quý. Tiếp tục là Văn Trà. Quá đáng tiếc cho pha chăm bóng của Phú Quý các bạn. Bóng ra ngoài. Điểm 10 chính cho phía bên Văn Trà các bạn. Rồi ổng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho phía bên Phú Quý. Điểm 10 điều các bạn. Quả bóng đơn giản của Phú Quý nhưng mà phía bên kia bóc một khổng các bạn. Điểm cho phía bên Phú Quý. Điểm 11, 10. Trời ơi. Bóng quá quy lực của Văn Trà. Điểm số tiếp tục được quân bình các bạn. Như cái hàng này anh hàng gì cũng có ông bà thằng xe nó biết đó. Điểm 11 đều. Tôi biết thì biết rồi, nói với nó chuyện với em vậy. Trời quá bò. Điểm cho Phú Quý mà 12 11. Tiếp tục điểm 12 11 các bạn. Chống trắng. Phản công cho Phú Quý. Và bóng của Phú Quý ra ngoài các bạn. Điểm cho phía bên Văn Trà 12 đều. Quả bóng của Văn Trà ra ngoài các bạn. Điểm cho phía Phú Quý 13-12. Trời ơi.
quá ngọt cho pha tài bóng vừa rồi của Nhân Tràng các bạn. Điểm số tiếp tục được quân bình 13 điều. Ờ, trong bóng của Dân Trà bóng ra ngoài các bạn. Điểm cho Phú Quý 14-13. Quá đẹp cho pha xử lý của Dân Trà. Điểm số hiện tại là 14 điều nha các bạn. Rồi. Quá bò. Điểm cho phía bên Phú Quý các bạn. 15. 14. Bóng chạm tay ra ngoài các bạn. Điểm số được quân Bình 15 đều. Chỉ còn điểm nữa thì sẽ kết thúc trận đấu rồi. Liệu rằng Dân Trà hay Phú Quý đây. Thủ quỹ vẫn còn khoảng công cho Dân Trà. Quá tốt. Như vậy với pha bóng vừa rồi thì Dân Trà giành chiến thắng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.